quay thêm đến con tích tích V15 anh em nhá. Anh em lưu ý là ba con dưới cùng là giá 2 triệu, con trên là 800. Theo gió đông sợi buồn vương màu mắt. Bé trái. Gió thương cho người. Nắng hoạt động ok hết. Không chỉ hoạt động ok mà tiếng lại còn hay nữa anh em ạ. Đã ghép vào loa bát 25. Đang chạy vào cọc số 3, cọc AUX, đánh một đôi loa. Cố thêm vài chục giây nữa lại test con phía dưới cho anh em xem cho rõ. Rẻ nhưng vẫn quay kỹ cho anh em. V15 giá 2 triệu.